cậu trai này đi đến trước mặt cô gái nhất rồi chân xuống. Cậu ấy che mắt lại, dường như là đang cảm nhận điều gì đó. Đột nhiên, cậu bỗng chốc nhìn xuyên được cô gái đang đi giày màu gì, không do dự chút nào, màu đen. Cô gái vô cùng ngạc nhiên. Ngay sau đó chàng trai đi đến trước mặt công chúa thứ hai. Cậu ấy tiếp tục giơ tay ra cảm nhận, rất nhanh. Cậu ấy hơi do dự, cậu chỉ cảm nhận được cô ấy đi giày sẫm màu, nhưng lại không chắc đó là màu đen hay màu xanh. Chiếc giày thứ tư là màu vàng kim. Chiếc giày này làm ảnh hưởng đến cảm ứng của cậu, nhưng mà cậu có thể khẳng định cô ấy không phải là đôi giày đỏ của Lọ Lem. Không sai, hóa ra cậu ấy đang tìm Lọ Lem trong các cô gái xinh đẹp này. Trong số 6 cô gái, có 5 cô gái là hot girl thật, chỉ có cô áo xanh nõn cuối là Lọ Lem mà chương trình sắp xếp. Các nhà tâm linh bắt buộc phải thông qua đôi giày đỏ kia để tìm được Lọ Lem. Rất nhanh, cậu trai đi đến trước mặt cô gái mặc váy xanh, cậu ấy cảm nhận được màu đỏ, rồi ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cô ấy. Cậu ấy cười. Cậu ấy khẳng định đáp án của mình rất nhanh, cầm giày đi cho cô ấy. Quả nhiên đúng là giày của cô ấy thật. Các cô gái vô cùng kích động, bởi vì hầu hết trước đó các nhà tâm linh đều không cảm nhận được. Có người lại chọn làm phép, có người thì dùng logic để phán đoán, nhưng bọn họ đều sai cả, đến cả nữ phù thủy cũng không tránh khỏi. Đây đúng là không phải sở trường của cô ấy, nhưng mà ít nhất cô ấy cũng lại đúng 4 cô gái. Năng lực của cô cũng được một cô gái công nhận. Sau đó cô ấy còn tìm phù thủy để xem bói. Lợi hại nhất phải kể đến bà đồng này. Bà ấy hoàn toàn không cần cảm ứng giày, mà bà ấy liền thu hẹp phạm vi vào hai cô gái trước mắt này. Bà ấy nói hai cô gái này có những trải nghiệm giống nhau. Bố của cô váy xanh đã mất từ rất lâu rồi, mà cô gái tóc vàng gần đây cũng có người thân nam mới mất. Bà đồng có thể cảm nhận được nỗi đau của hai người họ. Phân vân một hồi, bà đồng vẫn chọn cô gái váy xanh. Bà ấy chọn đúng rồi, mà mọi cảm nhận của bà cũng đúng hết, đặc biệt là cô gái tóc vàng này. Anh trai của cô ấy đúng là đã rời xa cô vào tháng trước. Bà đồng cổ vũ cô gái, bà ấy có thể nói chuyện với người đã chết. Bà ấy nói anh trai sẽ mãi mãi ở bên cạnh cô. Cuối cùng là Julia. Sau khi cầm giày cao gót đỏ đi quanh mọi người một vòng, thì dường như cô ấy đã có đáp án. Đúng lúc mọi người đang khó hiểu, tổ chương trình mới nhớ đôi giày này mới được mua hơn tiếng trước. Chắc ý của Julia là như vậy. Ngay sau đó cô ấy đi đến đằng sau các cô gái. Khí chất mạnh mẽ của cô ấy làm các cô gái khó thở. Cô ấy đoán đúng nghề nghiệp của từng cô gái: vận động viên, hoa hậu hoàn vũ, hot girl không nghề nghiệp, vân vân. Đến trước mặt cô gái cuối cùng, Julia nói cô ấy và mình có nhiều trải nghiệm giống nhau. Trải nghiệm gì chứ? Hóa ra bọn họ đều từng bị tai nạn. Julia biết chân của cô ấy vẫn còn đau, nhưng mà Julia có thể làm tê sự đau đớn. Lúc này cô gái váy xanh cảm thấy chân không còn đau nữa. Tuy Julia đoán sai Lọ Lem đi giày đỏ, nhưng mà cô ấy lại nhận được sự công nhận của các cô gái. Cô gái vừa đặt ảnh chúa, cô ấy lập tức cảm thấy có điều dị thường. Cô nhanh chóng quay về giường ngồi. Đột nhiên, cô ấy nằm lên giường rồi phát ra tiếng cười không thuộc về mình. Cả người cô ấy không ngừng run rẩy. Sau khi cô ấy đỡ hơn một chút, uống được chút nước, cô ấy lại bắt đầu co giật. Miệng cô ấy u a ú ớ, không biết là đang nói gì nữa. Người nhà đều không dám lại gần cô, đến cả con trai cũng sợ cô. Người dân trong thôn nói: các bác sĩ cũng không thể chẩn đoán được bệnh tình của cô ấy, mà các nhà tâm linh lại có trong cơ thể của cô ấy có tà khí. Cô ấy bị người ta nhập vào người, hơn nữa còn bị nguyền rủa rồi. Để làm rõ nguyên nhân, cô ấy tham gia chương trình thực tế tâm linh này. Cô ấy hy vọng các nhà tâm linh có thể giúp đỡ cô ấy. Đầu tiên là bà Đồng. Bà ấy vừa đến thì đốt cây nến đen của mình lên. Sau khi kết thúc nghi thức này, bà Đồng cảm ứng được cô gái có một đứa con trai, mắt màu đen, đại khái khoảng 8 tuổi, 9 tuổi. Lúc đầu bà ấy không cảm nhận được điều gì bất thường, nhưng rất nhanh bà ấy đã cảm nhận được một luồng khí cực kỳ đáng sợ. Thấy cô gái trước mắt hơi run sợ, bà hỏi cô ấy rốt cục đã trải qua điều gì. Cô gái nói cô ấy thường phát bệnh ở giáo đường. Bà Đồng không dám tin có người nhập vào cô gái ấy. Bà ấy quyết định tạm rời khỏi chỗ này trước. Người nhà cô ấy không vừa ý với kết quả này lắm. Người tiếp theo là nữ phù thủy. Phù thủy cầm tay cô gái rồi bắt đầu cảm nhận. Rất nhanh cô đã phát hiện cô gái không có linh hồn. Nói một cách chính xác thì nữ phù thủy mời bác sĩ đứng dậy để quan sát cô ấy. Cô ấy chỉ cho bác sĩ tâm lý rằng vai của cô ấy bên thấp bên cao. Điều này chứng tỏ trên người cô ấy có lời nguyền. Là ai đây?
Nữ phù thủy nói tên vai của cô có một người đang đứng, mà người đó chính là bố ruột của cô. Để người nhà cô có thể nhìn thấy. Phù thủy thắp lửa lên. Phù thủy cầm một cái gương rồi ngồi trước mặt cô gái. Cô gái nhìn chằm chằm vào cái gương trước mắt mình. Dần dần thì cô ấy bắt đầu phát tác, cả người cô ấy không khống chế được mà run rẩy. Ngay khi phù thủy định kết thúc nghi thức, bác sĩ và bác sĩ tâm lý bên cạnh đều nói bắt buộc phải dừng lại. Thế là họ mời luôn nữ phù thủy ra khỏi hiện trường. Những người thân của cô gái đều không nỡ, nhưng chương trình vẫn phải tiếp tục. Bác sĩ ma thuật lên sàn, anh ấy yêu cầu cô gái nằm xuống. Sau khi cảm nhận sau gáy của cô ấy, thì anh ấy nói một cách có vẻ khoa học hơn. Chính là cô gái mắc chứng cuồng loạn hysteria. Biểu hiện của bệnh này gần giống với động kinh, nhưng mà nó lại là một loại bệnh tâm lý, hầu như thường xảy ra với bệnh nhân nữ. Mà bệnh này là do chứng trầm cảm mà ra. Bác sĩ tâm lý bên cạnh cũng đồng ý với anh. Nhưng mà cô ấy và người nhà hoàn toàn không đồng ý với cách nói này. Bọn họ tin rằng trên người cô ấy còn có một thứ gì đó khác. Khi cô ấy đang phát ra âm thanh không thuộc về mình, khi Julia hỏi cô ấy thì cô ta cười một cách tham lam. Julia do dự một lúc rồi nhắm mắt lại ngâm nga bài hát Ru. Đây là lần đầu tiên cô ấy trừ tà trong chương trình. Khí thể của Julia khiến cô gái hoàn toàn khiếp sợ. Julia nói ra nguyên nhân. Cô ấy nói đây là người thân truyền thụ cho cô ấy. Người đó rất già, hơn nữa còn thường xuyên làm những động tác như vậy. Bạn và người thân cô ấy cũng biết người Julia nói là ai. Julia nói ra phán đoán của mình. Trước đó rất lâu, ông nội của cô ấy đã chết. Từ lúc đó cô bắt đầu phát bệnh. Ông ấy để ý chí vào người cô ấy, không phải là hại cô ấy, mà muốn cô ấy kế thừa năng lực chữa bệnh của ông ấy. Lúc này cô gái cũng bắt đầu co giật. Bác sĩ tâm lý bên cạnh nhanh chóng bảo Julia dừng lại. Nếu cứ như vậy ông lo rằng cơ thể của cô không thể chịu được. Nhưng mà người thân và bạn bè của cô ấy là đến cầu xin. Bọn họ không cần bác sĩ, bọn họ chỉ muốn Julia làm rõ nguyên nhân sự việc. Julia quay lại, cô ấy thử nói chuyện với cô gái. Cô không châm lửa gọi nhân cách thứ hai nữa, mà khuyên cô hãy thử chấp nhận y thuật của ông mình. Lần này cô rất nghe lời. Julia lại đi tìm người thân và bạn bè của cô. Cô nói với họ: đến lúc này thì người thân bạn bè của cô gái vô cùng khâm phục Julia. Bác sĩ cũng từng nói với cô gái y hệt như vậy, nhưng bọn họ không nghe. Nhưng khi Julia nói, thì bọn họ đều tin rồi. Julia cho rằng cách duy nhất của cô ấy là tiếp nhận y thuật của ông nội, dùng năng lực của ông ấy để chữa bệnh cho người khác. Như vậy, cô ấy vẫn không thể giải quyết hoàn toàn được vấn đề phát bệnh. Julia quả thật là có năng lực hơn người. Những nhà tâm linh trước cô đều không nói rõ ràng như vậy. Thậm chí có người còn không hiểu tại sao cô ấy lại đến chương trình. Kết thúc tập này, bọn họ sẽ chọn ra người mạnh nhất và người yếu nhất trong 12 nhà tâm linh. Nhưng làm người ta bất ngờ là, quán quân của kỳ này lại là bà Đồng. Bởi vì trong hai vòng bà ấy đều đoán đúng kết quả cuối cùng. Theo quy định của chương trình, dù là năng lực của Julia vượt trội, nhưng cô ấy đã đoán sai đôi giày của lọ lem. Tiếp theo bọn họ sẽ chọn nhà tâm linh có năng lực yếu nhất, chính là cô gái có năng lực khiến người ta phát ngượng này. Thực tế thì, cô ấy chỉ đáp đúng một câu trong vòng loại. Bây giờ cuối cùng cô ấy cũng bị loại rồi. Video 3 tạm kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nhé.